bài kệ 6 thường hành giữ tuệ hợp nên độc mạc loạn câu trước sắc sanh tà loạn vô thế dòng dũng mạnh cái hành của ta phải đi theo với cái thấy của ta phải học phép độc tư đừng bao giờ để xảy ra sự chung đụng trái phép dướng vào sát dục sẽ sinh tà loạn khiến kẻ hành giả đánh mất đi tất cả năng lượng dũng mãnh của chính mình thường hành giữ tuệ hợp hành là sự thực tập tuệ là cái hiểu cái thấy một bên là cái biết và một bên là cái làm một bên là lý thuyết và một bên là thực tập hai cái đi đôi với nhau vương dương minh một nhà triết gia trung quốc có chủ trương tri hành hợp nhất tức cái biết và cái làm phải đi đôi với nhau là một người thực tập thì cái biết và cái làm của ta cũng phải đi đôi với nhau sự tư tập và tuệ giác Phải nương nhanh Cái hành phải đi theo như cái thấy Đừng để rơi vào tình trạng lý thuyết suông. Ninh đọc Mạc loạn câu Phải học phép độc cư Đừng bao giờ để xảy ra sự chung đụng trái phép Câu là chung đụng Loạn là trái phép Chữ nghĩa ở đây rất ngắn gọn Người xuất gia phải học cách sống độc cư Đừng có những chung đụng không đúng phép Trước sắc Xanh tà loạn dướng vào sắc dục sẽ sinh ra tà loạn. Trước là dính, là kẹt vào, sắc là sắc dục. Dính vào sắc dục thì sẽ sinh ra tà loạn. Có những rắc rối, những hệ lụy và sai lầm. Tà có nghĩa là nghiêng, trái lại với chánh là thẳng. Dù thế, dòng dũng mạnh. Tà dục làm cho mình mất đi năng lượng cần thiết để có được niềm vui và hạnh phúc. Hầu có thể hoàn thành sứ mạng lý tưởng của mình. Khi dính vào sắc dục, mình mất hết nguồn năng lượng quý báu đó sự dũng mãnh của mình cứ ngày một tàn lụi tà dục tàn phá thân tâm của mình khiến nó trở nên bệ rạc đứng về phương diện y khoa thì tà dục đưa mình tới chỗ bệnh chỗ chết rất mau bài kể bảy lậu giới hoài khủng bố thọa đoạn di bỉ phụ dĩ trước nhập la võng tiện khi xuất gian thanh kẻ phạm giới luôn luôn mang theo trong lòng sự sợ hãi giây phút giao quan ngắn ngủi nhưng cái sợ hãi này phải mang lấy lâu dài đã trót dướng vào cái lưới rồi mình phải liên tiếp nói lên những lời gian dối không thật lậu giới hoài khủng bố kẻ phạm giới tà dâm luôn luôn mang trong mình sự sợ hãi thọ đoạn di bỉ phụ thọ là cảm thọ của giây phút chung đụng xác thịt giây phút giao quan tuy ngắn ngủi nhưng mình phải mang lấy sự sợ hãi lâu dài phụ là gánh nặng phải giác gánh nặng ấy trên vai mà đi khiêng nó mà đi có thể phải mang gánh nặng ấy suốt đời lầm lỡ một giây mà ân hận suốt đời dĩ trước nhập la giọng đã trót dướng vào trong lưới rồi tiện khi xuất gian thanh thì phải tiếp tục nói ra những lời gian dối không thật khi là không thật gian là gian dối thanh là lời con vi khuẩn hiv chỉ cần một hai giây là đi vào trong người mình ở châu phi hay ở những châu khác người chết vì bệnh sida rất đông cả triệu người kinh này đức thế tôn không chỉ nói cho riêng người xuất gia mà ngài nói cho tất cả chúng ta trong cuốn sám pháp địa xúc có nói kính bạch đức thế tôn trong quá khứ con đã không biết xử lý năng lượng tình dục của con cho nên con đã tạo ra nhiều lầm lỡ con biết con người đã là một loài động vật thì năng lượng tình dục có mặt trong con là một điều tự nhiên nhưng tại vì trong quá khứ con chưa biết sống chưa biết thực tập cho nên con đã để hạt giống tình dục được tưới tẩm quá nhiều cho đến nỗi có lúc con đã lao đao và đánh mất hết sự bình an vì sự phát hiện của năng lượng tình dục. Mình chưa biết cách thực tập nên đã coi phim, xem hình, lên Internet để cho những hình ảnh kích động đi vào, tưới tẩm và làm cho năng lượng tình dục phát hiện. Còn đã đọc những sách báo, có những phim ảnh, có những hình ảnh khiêu gợi và kích thích tình dục. Còn biết trên thị trường người ta làm giàu bằng cách bán dâm rất nhiều, không phải chỉ bằng thân xác mà còn bằng âm thanh, hình ảnh và dụng cụ. Hình ảnh khêu gợi dục tình đâu đâu cũng có. Trên sách báo, trên mạng ảnh vô tuyến, nơi đặt chiếu bóng, nơi các hình ảnh quảng cáo, trong những cuốn băng và các đĩa hình, trên mạng lưới Internet. Tuổi trẻ bây giờ đang là nạn nhân của thị trường đó. Hạt giống tình dục được tưới tẩm hàng ngày nhiều lần và những thanh niên thiếu nữ từ 13 tuổi trở đi đã xa vào lưới cám dỗ của dục tình, đã vượt quá mức báo động. Còn biết đây là một thảm họa cho người trẻ tuổi, biết dục tình mà không biết thương yêu. Những thiếu niên thiếu nữ này khi lớn lên sẽ không có cơ hội thấy được thế nào là tình yêu đích thực tại vì họ chỉ biết tình dục. Sự thực tập thủ dâm đưa tới những kết quả tương tự, làm khô cạn suối nguồn thân tâm mà không cho con người cơ hội biết thế nào là thương yêu đích thực. Bạch Đức Thế Tôn còn đã được dạy về thân tâm nhất như và con biết rằng những gì xảy ra cho thân mình cũng xảy ra cho tâm mình. Con sẽ không để cho như hạt giống tình dục được tưới tẩm và không để bị lôi kéo vào thói quen của sự thủ dâm. Con nguyện từ nay trở đi, không đọc sách báo, không xem phim ảnh kích động dâm tính, không nghe và không nói những câu chuyện về dâm dục, không sử dụng điện thoại và máy vi tính để tiếp xúc với những âm thanh và hình ảnh kích động dâm tính. Con cũng nguyện góp sức để vận động thắp sáng ý thức về tai nạn của sự kích động dâm tính để có thể tạo ra môi trường sinh sống lành mạnh cho các giới trong xã hội nhất là cho các giới trẻ vì không biết phép thực tập bảo hộ thân tâm không tạo được môi trường văn hóa và xã hội lành mạnh chúng còn đã phạm giới tà dâm đã hiếp đáp đã lạm dụng trẻ em và lạm dụng ngay con cháu của chúng con trong vấn đề tình dục đã gây đổ vỡ và khổ đau kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn và chư vị Bồ Tát mở lòng thương và hộ niệm cho chúng con để chúng con có đủ sức chuyển hóa được những trạng huống đen tối của xã hội hiện tại gây nên bởi năng lượng tà dục. Chúng con ý thức rằng nếu chúng con không thực tập chánh niệm vững vàng trong lĩnh vực tiếp thọ xúc thực thì hạt giống tình dục trong chúng con sẽ bị tứ tẩm hàng ngày và mỗi khi hạt giống ấy được tưới tẩm và năng lượng tình dục phát khởi thì thân và tâm của chúng con không còn được an ổn chúng con sẽ bị năng lượng ấy thúc đẩy đi tìm sự thỏa mãn tà dục Tai họa sida đang làm tiêu hao hàng triệu sinh mạng mỗi năm bất cứ ai trong chúng con nếu không thực tập chánh niệm cũng có thể rơi vào hiểm họa ấy ngay trong chốc lát lưỡi hái của thần chết sida làm rơi rụng hàng trăm ngàn sinh mạng con người trong từng giờ còn khóc hại hơn những cái bông nguyên tử. Thế giới của chúng còn đang bị ngọn lửa của tà dục làm cho bốc cháy. Cúi sinh Đức Thế Tôn và Đức Bồ Tát Quan Âm xót thương rải xuống trên hành tinh chúng con giọt nước thanh lương của tình thương lớn. Con biết tình yêu không phải là tình dục. Hành động dâm dục luôn đem lại khổ đau cho con và cho kẻ khác. Đức Bụt sắp tới của chúng ta là một gì Bụt rất trẻ tên là Gia, Đức Di Lặc Đức Bụng đó là ai? Đó là một người trẻ biết thực tập thương yêu. Thương yêu ở đây là từ bi, hỷ và xạ. Tình yêu ở đây không có nghĩa là tình dục. Trong giới thứ ba của năm giới Tân Tu cũng nói rất rõ. Con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau. Rằng những liên hệ tình dục do thèm khác gây nên luôn luôn mang tới hệ lụy. Đổ vỡ cho con và cho kẻ khác. Chúng ta phải thực tập giới này thật đàng hoàng để bảo vệ hạnh phúc của chính mình và của kẻ khác. Bài kệ 8 Kiến phạm nhân duyên ác Bạc thủ thân tự phụ Kiên hành độc lai khứ Thủ minh mạc tập si Thấy được những hệ lụy gây nên do sự phạm giới, ta phải giữ mình và đừng bao giờ tự phụ là mình đã giỏi phải kiên trì trên con đường sống độc cơ của mình, khi đi cũng như khi về, phải hướng về nẻo sáng mà đi, đừng bị tạp khí si mê lôi kéo. Kiến phạm nhân duyên ác, kiến là thấy, ác là sự sai lầm. Đã thấy được sự sai lầm, những đau khổ, hề lụy khi đã phạm giới rồi. Mạc thủ thân tự phụ, mạc là đừng, phải biết giữ mình và đừng bao giờ tự phụ, chớ có khinh thường đừng nghĩ rằng mình đã giỏi tại vì trong cơ thể mình có những đợt sống nằm khi gặp hoàn cảnh thuận lợi thì những đợt sống nằm ấy sẽ chồm lên và dìm chết mình thân là đại dương sâu có những đợt sống nằm có những loài thủy quái có những trận cuồng phong thuyền ta đi trong chánh niệm xin nguyện nắm vững tay chèo để không bị đắm chìm vào trong biển xúc mênh mông dùng hơi thở nhiệm mầu tôi hộ trì thân căng thơ sư ông làng mai thân của mình giống như một đại dương sâu trong đó có những đợt sống nằm cho nên mình phải cẩn thận mình phải giữ gìn cho người kia và giữ gìn cho mình em phải giữ gìn cho anh anh phải giữ gìn cho chị chị phải giữ gìn cho em cả hai người đều phải giữ gìn người kia mình nghĩ sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy mình tin người kia mình nghĩ không sao đâu nhưng thật ra trong người kia cũng có đại dương sâu và những đợt sống nằm. Tốt hơn hết là mình theo quy nghi giới luật, đừng tự phụ là mình giỏi để vượt qua quy nghi giới luật, vượt qua những nguyên tắc như nguyên tắc đệ nhị thân. Phải nắm cho vững sự hành trì quy nghi, đừng nói là mình đã giỏi rồi, mình không cần quy nghi nữa. Kiên hành độc lai cứ Phải kiên trì trong đời sống độc cư của mình, tức nếp sống của người xuất gia kiên là vững vàng hành là đi kiên hành là đi cho vững vàng lai là phía trước tương lai khứ là phía sau quá khứ nhưng ở đây ta phải hiểu và dịch là khi đi cũng như khi về dịch cả câu là phải kiên trì vững vàng trên con đường độc cư của mình khi đi cũng như khi về thủ minh mạc tập si hướng về nẻo sáng mà đi đừng để bị tập khí si mê lôi kéo. Thủ minh là hướng về nẻo sáng, mặt tập si là đừng để si mê lôi kéo. Trong con người của chúng ta, luôn luôn bị thói quen của si mê kéo đi. Mình phải biết chống lại tập khí đó, phải hướng về phía ánh sáng mà đi. Phần cuối Đây là bài pháp thoại thiền sư giảng vào ngày 31 tháng 1 năm 2010 tại tiền đường nước tỉnh sớm thượng lặng Mai. Bài kệ chính Diễn khả đọc từ xứ Đế kiến di thượng hành hữu hành mạc từ kiêu Vô ỷ nê hoàng thứ Sống một mình trên con đường hướng thượng Tìm cầu chân lý Ta đã có con đường rồi Nhưng ta không nên tự kiêu Tuy chưa thực chứng được biết bạn Nhưng ta đã ở sát ngay bên cạnh biết bạn rồi Diễn khả đọc từ xứ Sống một mình Ta có thể đi xa được cho con đường kiếm tìm chân lý. Đế kiến với thượng hành. Đế là sự thật, là chân đế. Thượng hành đã đi lên con đường hướng thượng. Hữu hành mặc tự chiêu. Mình có sự hành trì rồi, nhưng đừng tự cho rằng như thế là mình đã giỏi. Vô ỷ nê hoàng thứ. Nê hoàng được dịch từ chữ divana. Thứ là sát bên cạnh. Tuy ta chưa hoàn toàn chứng nhập được Niết Bàn, nhưng Niết Bàn ở ngay sát bên cạnh ta. Chỉ cần một bước nữa là đi vào được. Bài kệ 10 Diễn kế niềm trường hành, bất dục, sắc bất sắc, thiện thuyết đắc độ thống, Tết thế dâm tự thực. nên phát khởi tâm nguyện vượt cao đi xa, không dừng lại ở cõi sắc và cõi vô sắc. Theo lời Đức Thiện Thầy chỉ dạy, ta quyết tâm vượt ra ngoài cõi khổ, được như thế thì bao nhiêu sắc dục của cuộc đời cũng sẽ không làm gì được ta diễn kế niệm trường hành phải phát khởi tâm nguyện vượt cao đi xa trường là xa hành là đi kế là phải suy tư tâm của mình phải suy tư tới chuyện vượt cao đi xa bất dục sắc bức sắc không bị kẹt vào cõi sắc và cõi vô sắc dục giới thì nặng nề sát giới thì dè nhàng hơn nhưng vẫn còn hệ lụy cho nên ta phải vượt qua cõi dục và vượt thoát cả cõi sắc thiền thuyết đắc độ thống theo lời đức thiện thầy chỉ dạy ta quyết tâm vượt ra ngoài cõi khổ thiện là đức thế tôn Thiền thệ là bậc đã qua tới một cách nhiệm màu thống là cõi khổ hành theo lời dạy dỗ của đức thiện thệ mình sẽ vượt qua được cõi khổ tết thế dâm tự thực như thế thì những ham muốn của cuộc đời tự đổ ngã không làm gì được mình đứng trên phương diện hình thức ta thấy như đức thế tôn dạy kinh này cho người xuất gia trẻ nhưng trong nội dung ngài dạy cho tất cả mọi người người xuất gia cũng như người tài gia người lớn tuổi cũng như người trẻ tuổi kinh này rất quan trọng thầy di lặc là một người trẻ thấy vấn đề ái dục là một vấn đề quan trọng cho người tu không phải chỉ cho người tu xuất gia mà cho cả người tu tại gia nên thầy đã tới thưa hỏi với đức thế tôn không ngại ngùng thầy có đức tin nơi đức thế tôn và đức thế tôn cũng đã thẳng thắn chỉ dạy một cách rất chi tiết thầy metta là ai thầy metta là mình metta có nghĩa là thương yêu đức buộc của thế kỷ chúng ta là đức buộc của thương yêu định nghĩa của chữ thương yêu trong đạo bụt rất rõ đó là từ đó là tình bạc chữ metta dính với chữ Meta hay mai Maitri. Maitri tình thương, bắt nguồn từ chữ Mì cha mà ra. Mitra là tình bạn. Tình thương ở đây là tình bạn. Chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng nói, tình bạn thì lâu dài, khỏe mạnh, còn tình yêu kia là lửa rơm mà thôi. Khi thực tập, mình chế tác tình bạn, tình anh chị em. Tình bạn, tình anh chị em đem lại rất nhiều hạnh phúc và không gây đổ vỡ. Là người trẻ, mình biết sự thực tập của mình là để chế tác ra tình anh chị em. Có tình anh chị em thì cuộc đời bớt khổ rất nhiều. Không có gì quý hơn tình anh chị em. Tình anh chị em được làm bằng bốn chất liệu từ bi, khỉ và xã Đó là sự thực tập của Đức Bụt tương lai, của những người trẻ. Hồi còn là một thầy trẻ, tôi có một ước muốn rất sâu sắc. Đó là làm thế nào để có thể xây dựng được một đoàn thể trong đó có tình thương. Trong đoàn thể ấy, mọi người coi nhau như anh chị em một nhà. Năm 1954, tôi đã có cơ hội để làm việc đó. Hồi ấy, đất nước bị chia hai. Giới xuất gia trẻ lúc ấy cũng rất quan mang, không biết mình sẽ làm gì. Trước sự quan mang rất lớn của những người xuất gia trẻ, các thầy trong Phật học viện không đủ sức để trấn an. Lúc đó, tôi đã đứng ra để chăm sóc họ. Tôi đã đề nghị thay đổi chương trình học và tu trong Phật học viện Chùa Ấn quan mở một con đường mới để người học tăng có thể tu học và có đủ khả năng đối phó với tình trạng mới của đất nước, của dân tộc. Tôi đã có cơ hội gần gũi với các thầy, các sư cô trẻ. Tôi đã giúp họ xây dựng tình anh chị em. Lớp ấy bây giờ đã thành hòa thượng, thành sư bà hết rồi. Như hòa thượng Minh Cảnh, một học giả, người biên tập Huệ Quang Đại Tự Điển cũng thuộc về thế hệ đó. Trong thời gian ấy, tôi đã đem hết sức mình để xây dựng đoàn thể của những người xuất gia trẻ và tôi đã có rất nhiều hạnh phúc. tôi nhớ đó là lần đầu tiên các sư cô sư chú được hát những bài hát mới theo tân nhạc. chính tôi đã dạy họ những bài hát ấy. có một lần tôi đang dạy họ bài đêm đã đến rồi ngài hãy chọn đường đi đường từ bi. thì hòa thượng đông hậu từ ngoài đi vào hòa thượng đứng lại nhìn hơi bất ngờ khi lần đầu tiên thấy các sư cô sư chú hát. Bây giờ mình thấy các sư cô sư chú hát là chuyện thường, nhưng hồi đó hát tương nhạc là chuyện rất lạ. Cũng như chuyện các thầy, các sư cô thời ấy đi xe đạp là một chuyện mới. Tôi là một trong sáu vị xuất sĩ đầu tiên ở Việt Nam đi xe đạp, rất tân thời. Tình huynh đệ rất lâu bền. Trong những năm lưu dòng ở nước ngoài, lâu lâu trong đêm, tôi vẫn nằm mơ, thấy mình trở về thăm anh em tôi đi vào cư xá chùa ấn quang hay các học viện khác như chùa hải đức tôi gặp các sư chú và hỏi các anh em mạnh giỏi không lâu nay có gì vui không cho đến gần đây tôi cũng còn có những giấc mơ như vậy tình anh chị em rất lâu bệnh cách đây độ chừng bốn năm tháng một hôm tôi nằm mơ thấy mình thức dậy trong một trung tâm nào đó và không khí trong chùa sao mà vui quá tôi hỏi gì mà vui quá vậy con một thầy nói Bà thầy mấy anh chị em vừa mới đi xa về chúng con đang nấu một nồi cơm lớn để đãi chỉ có từng đó thôi mà tại sao vui quá trời nấu một nồi cơm để ăn chung với mấy anh chị em đi xa về thì có gì đâu vì bà vui hết cả chùa tôi dậy đi ra ngoài thăm mấy luống rau luống hoa mà lòng vui phơi phới giấc bởi đó chỉ chừng ba bốn phút nhưng nó làm tôi vui ngày này sang ngày khác vui cả tuần tâm thức của mình chứa đựng những kỷ niệm những hạnh phúc và lâu lâu nó tặng cho mình một giấc mơ rất quý tôi biết những thành tựu hay những công tác mình làm được không có gì quan trọng nhưng tình anh chị em là cái đẹp nhất là cái quan trọng nhất trong chuyến về việt nam đầu tiên tôi đã nói trong chuyến về này tôi không có thông điệp nào ngoài câu không có gì quý hơn tình huynh đệ." Hồ Chủ tịch nói, "Không có gì quý hơn độc lập tự do, nhưng theo tôi thì không có gì quý hơn tình huynh đệ. Nếu không có tình huynh đệ thì làm gì có tình bạn hữu chung với nhau để có độc lập tự do." Cách đây độ dài tuần, tôi có một giấc mơ khác cũng tương tự như vậy. Tôi đang ở trong một phòng dưới lầu, đang quay quay với bình trà và hai chén trà thì phát hiện có hai huynh đệ trên lầu hình như cũng thức dậy rồi. Tôi nghĩ bây giờ đem lên cho họ một bình trà chắc là họ vui lắm. Và tôi đem lên. Giấc mơ chỉ có chừng đó thôi. Tôi không biết bối cảnh trong giấc mơ ở đâu. Hình như là ở làng mai. Giấc mơ rất đơn sơ, mà hạnh phúc lại rất sâu sắc. Thức dậy tôi thấy lạ. Giấc mơ như vậy rất bổ dưỡng và tôi vui ngày này sang ngày khác. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói tình bạn thì bền vững và lâu dài tu là chế tác loại tình thương đó sự thật tu là học thương mình có cơ hội để thương và để được thương đó là tình thương lành mạnh của tình anh chị em nó nuôi dưỡng mình và đem lại hạnh phúc cho mình tu không có nghĩa là không thương nữa tu là phải thương nhiều hơn nhưng thương theo nghĩa như vậy đó là sự thực tập mà thầy má Tây gia đã học được từ Đức Thế Tôn. Mình cùng phe với Thầy Mát Tê Gia. Mình cũng học và thực tập như vậy. Mình thương nhau, sống với nhau. Mình không tách rời khỏi tăng thân tại vì mình có tình anh chị em. Hạnh phúc của bác nhã cũng vậy. Tuy tu viện bác nhã bị đánh tan tành, nhưng có một cái không gì lay chuyển được, đó là tình anh chị em. Còn tình anh chị em là còn tất cả. Mình có thể thấy rất rõ tình yêu không phải là tình dục. Tình yêu và tình dục là hai cái rất khác nhau. Mình không cần tình dục mà vẫn có thể có tình yêu. Thầy trò thương yêu nhau như vậy, anh chị em thương yêu nhau như vậy. Mình giữ giới luật, quy nghi cho dưỡng chải và mình nuôi dưỡng tình anh chị em. Càng thực tập giới luật, quy nghi dưỡng chải chừng nào, thì tình anh chị em càng bền vững chừng đó. Có những người trẻ có khó khăn tới phát lộ với tôi, xin tôi chỉ dẫn. Tôi luôn luôn nói như vậy. Mình lỡ dướng, lỡ đau khổ, sợ hãi thì đó là cơ hội để mình học hỏi. Mình phải nương vào thầy, nương vào các sư anh, sư chị lớn để thoát khỏi tình trạng đó. Kinh dạy rất rõ, mình đã thấy có một vài trường hợp bị dướng vào ái dục rồi, đánh mất tăng thân, xa lìa tăng thân. Mình không muốn chuyện đó, đánh mất tăng thân, đánh mất đời sống lý tưởng của mình thì mình còn gì nữa. Mình không muốn đi theo vết xe đổ của người đó, nếu có lầm lỡ mình phải lên phát lộ với thầy hoặc với sư anh sư chị lớn để được chỉ dẫn khi có người phát lộ với tôi như vậy thì tôi thường dạy rằng con đã từng đau khổ vì chuyện đó con đã từng hối hận thì con phải để năm bảy ngày để quán chiếu để coi thử qua đau khổ đó con đã học được gì nếu con thấy chuyện đó đem lại sự sợ hãi sự đau buồn sự bất an cho con thì sau khi quán chiếu con viết xuống còn thực tập sáng pháp địa suốt một thời gian, còn phát lộ và báo cáo lại với thầy. Tự nhiên tâm con sẽ tình quá và con sẽ lấy lại được sự an lạc và hạnh phúc mà ngày xưa còn có. Trong kinh này dài rất đầy đủ. Ngày xưa mình đã có sự an lạc, có hạnh phúc, có sự yêu thương tôn kính. Nhưng tại vì mình dướng vào ái dục cho nên mình đã đánh mất tất cả. Khi thấy được trường hợp xảy ra nơi vài người, mình phải tự nhắc nhở mình là sẽ không đi vào con đường đó